Á! À. Tên khốn, Hỏa Diệm Sơn chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhanh dừng tay, nếu không... Diệp công tử, ngươi cứ giữ lấy. Đa tạ Diệp công tử. Chúng ta đi thôi. Dạ. Chúng ta phải bằng mọi giá rớt chất tên Diệp thần khốn kiếp đó. Cho dù Huyền cơ tử có để mắt đến chúng ta thì đã sao? Cùng lắm là chúng ta sẽ dùng đến nội tình để tự bảo vệ mình. Nói thì dễ lắm, con trai ngươi đã chết. Tâm trạng của ngươi chúng ta có thể hiểu được, nhưng cơn thịnh nộ của Huyền cơ tử không phải là thứ mà Hỏa Diệm Sơn chúng ta có thể gánh chịu nổi đâu. Ngươi không thấy sao? Ngay cả Diệt Hồn Điện cũng chưa động chân động tay với Diệt Thần sao? Điều này nói lên điều gì? Điều này... Vu tộc thần toán, Trúc Phượng Tu Tiên rồi tứ đại thần toán một trong số đó. Thực lực có thể sánh ngang với Huyền cơ tử đến cửu kiếp. Tán tiên thất giai đỉnh phong cường giả. Các vị đạo hữu Hỏa Diệm Sơn, có muốn nghe ta một lời khuyên không? Trúc Phượng tiền bối, không biết ngươi có gì chỉ giáo? Cho các người một lời khuyên, các người tốt nhất là tạm thời đừng động đến Diệt Thần. Vì sao? Bởi vì cảnh giới của Huyền cơ tử sắp kiềm chế không nổi nữa rồi. Sắp phi thăng rồi, chờ hắn phi thăng rồi ra tay chẳng phải tốt hơn sao? Vấn đề là Huyền cơ tử sẽ để lại hậu chiêu gì? Diệt Thần chính là quan môn đệ tử của hắn. Hơn nữa, hắn còn yêu nghiệt hơn cả Tử Điệp gần vạn năm chứ không ít. Hừ, đây chính là lý do bổn tọa đến đây. Nghe nói Hỏa Diệm Sơn các ngươi có một kiện chí bảo, có thể rớt người trong vô hình. Ta cần mượn nó một chút. Chuyện này, xin cho phép chúng ta thảo luận một chút. Huyền cơ tử, nếu có thể, ta muốn ngươi phi thăng thất bại, sinh tử đạo tiêu. Còn về đạo tông, cùng với những kẻ có liên quan đều phải chết. Trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Dạ. Đây là có kẻ đang muốn bói toán ta sao? Hừ, ta muốn xem thứ tiếp theo ngươi còn tính toán thế nào. Ta không tin, Trúc Phụng vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu bói toán lần thứ hai, bói toán tung tích của những người bên cạnh Diệt Thần. Khốn kiếp, tại sao lại thế này? Chẳng lẽ Diệp Thần là thiên tuyển chi tử? Hay là nghịch thiên chi nhân? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho dù đúng là hắn, vậy còn những người bên cạnh hắn phải giải thích thế nào? Chắc chắn là lão khốn Huyền cơ tử đã cho Diệp Thần chí bảo che giấu thiên cơ nào đó. Mà người của Hỏa Diệm Sơn, nhìn thấy ngay cả Trúc Phụng cũng phải chịu thiệt thòi trước Diệp Thần, quyết định tạm thời hoãn binh lại đã. Ngày hôm đó, một sự việc chấn động toàn bộ tu tiên giới. Nghe nói gì chưa? Huyền cơ tử khi nào dám lại tuyên bố nửa năm sau sẽ cùng nhau đến Ác Linh Xâm Lâm độ kiếp? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Độ tiên nhân kiếp ai mà không cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người khác quấy rầy. Thế mà Huyền cơ tử khi nào dám lại thông báo cho cả thiên hạ biết? Lần này có cho hay để xem rồi. Ước chừng thế lực đối địch của đạo tông và thập nhân nhất tộc, em rằng đều ngồi không yên được nữa rồi. Liên tục mấy ngày trôi qua, Đông Hoàng và những người khác cũng lần lượt ngừng tu luyện. Diệp công tử, đây là đâu vậy? Đây là đâu? Ta cũng không biết. Nhưng mà, ngàn dặm phía trước có sinh mệnh ba động quỷ dị. Mọi người nhìn ta như vậy làm gì? Có gì không đúng sao? Ngươi nói xem, thông thường mà nói, đều là phải đến hóa thần kỳ mới có thần thức. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một số yêu nghiệt có thể có thần thức trước thời hạn. Mà trước hóa thần kỳ, chỉ có thể dựa vào cảm ứng lực của cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, thần thức của mọi người đều không thể nào quá mức khoa trương được. Ước chừng thần thức của Ngạo Thiên hiện tại, cũng không thể bao phủ ngàn dặm được chứ. Quả thực là không có. Thần thức của ta đại khái chỉ có thể bao phủ trong phạm vi 500 dặm mà thôi. Cái kia, ta kim đan kỳ là có thể sử dụng thần thức rồi. Chỉ cần ta nguyện ý, phạm vi thần thức bao phủ của ta có thể còn rộng hơn. Nhưng mà, nơi này ta ngược lại có chút ấn tượng. Nơi này hẳn là một trong những cấm địa Bắc Cương, Tử Vong Triều Trạch, là hình thành trong một đêm cách đây 8 vạn năm. Có người nói đầm lầy này là do vô thượng cường giả phi thăng thất bại, vẫn lạc ở chỗ này mà hình thành nên. Cũng có người cho rằng có liên quan đến thiên ngoại chi vật gì đó. Lúc nơi này mới hình thành, không ít tước vị cường giả đều đến đây thăm dò. Chỉ là một lượng lớn tán tiên, tước vị, cường giả chết ở chỗ này, lâu dần cũng chẳng còn ai đặt chân đến đây nữa. Thú vị như vậy sao? Vậy thì đến đó xem thử. Bổn đại gia coi như là được mở mang tầm mắt rồi. Chẳng trách Diệp Thần lại nói nơi này có sinh mệnh ba động cường đại. Đây là cái gì vậy? Hoàng Kim Nghĩ, chủng tộc này không phải đã biến mất từ mấy chục triệu năm trước rồi sao? Hoàng Kim Nghĩ có gì đặc biệt sao?
Mỗi con hoàng kim nhĩ trưởng thành ít nhất đều có thể sánh ngang với kim đan kỳ thể tu, mà đây chỉ là hoàng kim nhĩ tầng chót nhất. Đáng sợ hơn là truyền thuyết hoàng kim nhĩ có thôn thiên nhĩ huyết mạch đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Giả như bọn chúng thức tỉnh huyết mạch, vậy nếu vậy chúng ta có thể mang bọn chúng đi không? Nghe bổn đại gia một lời khuyên, tốt nhất là đừng nên trêu chọc chủng tộc này thì hơn. Vì sao? Chủ nhân, Đông Hoàng nói đúng đấy. Hoàng kim nhĩ nhất tộc luôn luôn không gây chuyện thị phi, nhưng cũng không sợ chuyện. Bọn họ sẽ không đi trêu chọc bất kỳ chủng tộc nào, nhưng nếu ai dám trêu chọc bọn họ, nhất định sẽ phải chịu sự trả thù đến chết mới thôi của bọn họ. Nếu ngươi nhất quyết muốn thử xem, vậy thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn đi là vừa. Nếu vậy, ta thử một chút xem sao. Vị bằng hữu hoàng kim nhĩ nhất tộc này, ta là Diệp Thần, ta muốn đưa các ngươi rời khỏi nơi này, không biết ý các ngươi thế nào? Cái quái gì thế này, thiên tài sao? Hoàng kim nhĩ vương, hơn nữa còn thức tỉnh một phần thôn thiên nhĩ huyết mạch. Bốn loại đại đạo viên mãn trong tay nam tử không ngừng xoay chuyển, mà ở một bên khác, tiểu nhĩ lại đang bị tra tấn liên tục. Không gian đại đạo xé rách nhục thân của hắn, tử vong đại đạo ăn mòn thân thể của hắn, diệt diệt đại đạo công kích toàn thân sinh mệnh của hắn. Thời gian đại đạo lại đang nghi vấn hắn, mà phụ thân của tiểu nhĩ bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy kinh lãng. Xem ra nguyên anh thất trọng cảnh giới cũng bất quá chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của tiểu tử này mà thôi. Bản thân hắn mấy vạn năm nay cũng chưa từng nắm được một loại đại đạo viên mãn bình thường nhất, thế mà tiểu tử này mới nguyên anh kỳ đã nắm giữ bốn loại rồi, hơn nữa còn đều là đại đạo viên mãn đỉnh cấp. Tiểu tử này rốt cuộc có phải người không vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thú vị đấy, ngươi chính là tu tiên giới đệ nhất yêu nghiệt gây sóng gió không ngừng bên ngoài, đệ nhất cùng đồ Diệp Thần, quan môn đệ tử của Huyền Cơ Tử tiền bối sao? Không sai, Đông Hoàng tiền bối, chẳng trách gia phụ lại coi trọng ngươi như vậy. Hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, sống lại đời thứ hai, trong thời gian ngắn như vậy mà đã sắp bước vào tán tiên kỳ rồi. Lệnh tôn là, trông ấn tượng, hình như trước đây ta chưa từng gặp qua, ngươi của hoàng kim nhĩ nhất tộc sao? Mười mấy vạn năm trước, gia phụ từng hóa thành hình người tiến vào ác ma hải vực. Ông ấy từng được nhìn thấy phong thái của Đông Hoàng tiền bối từ xa. Năm vạn năm trước, ông ấy tiến vào ác ma hải vực phi thăng, đã đến yêu giới rồi. Thì ra là vậy. Diệp Thần, ngươi vừa rồi nói muốn đưa hoàng kim nhĩ nhất tộc chúng ta rời khỏi đây. Đúng vậy, đưa hoàng kim nhĩ nhất tộc chúng ta rời đi, chuyện này không thể nào đâu. Nhưng mà ông ngươi có thể đưa ta rời đi? Ta Nhiên Thiên Vân có tư chất đại đế, sao có thể? Hoàng Hải Tử hiện tại đã là đại thừa cảnh trung kỳ tu vi rồi, ngươi muốn ta đi theo một tên nhân loại nguyên anh kỳ sao? Không thể nào đâu. Diệp Thần, ngươi đừng trách, chủ yếu là do Hải Tử này từ nhỏ đã bế quan tu luyện rồi, cho nên không sao đâu. Tiểu nhĩ, ngươi hình như đang xem thường ta. Đương nhiên, bản hoàng tử thế nhưng là đã thức tỉnh tuyệt thế yêu nghiệt có một nửa huyết mạch của côn thiên nhĩ. Chỉ cần cho ta đủ tài nguyên thôn phệ, ta có thể đột phá không giới hạn. Tại sao ta phải coi trọng ngươi? Vốn dĩ ta còn chưa muốn đưa ngươi rời đi đâu, ngươi đã nói như vậy rồi, ta đây lại càng phải đưa ngươi đi. Hừ, bản hoàng tử một tay cũng có thể nghiền nát ngươi rồi, dựa vào cái gì phải đi theo ngươi? Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, có thể khiến ta khuất phục. Nếu không, ngươi nằm mơ đi. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy yêu cầu kỳ quặc như vậy đấy. Nếu vậy, ta đành thất lễ vậy. Thế là mới xuất hiện một màn lúc ban đầu. Ca, ta sai rồi, ta nhận thua, được chưa? Bản hoàng tử bây giờ thật sự đã tâm phục rồi. Lão đại, huynh thật sự lợi hại, bản hoàng tử đã tâm phục khẩu phục. Diệp Thần, Vãn Nhi, sau này lại làm phiền hai người rồi. Nếu sau này có việc cần giúp đỡ, các ngươi có thể đến tìm bổn tọa. Nhớ kỹ, bổn tọa tên là Thiên Bất Ứng. Tiểu nghĩ này, sao bổn đại gia lại cảm thấy phụ thân ngươi vốn dĩ đã định đuổi ngươi ra ngoài lịch lãm rồi nhỉ? Quả thực là như vậy, chỉ là hoàng kim nhĩ nhất tộc chúng ta có chút đặc thù, không thể phái hộ đạo giả đi bảo vệ ta, cho nên chuyện này mới luôn bị trì hoãn. Vừa rồi phụ hoàng có truyền âm nói, bản hoàng tử đi theo các ngươi nhất định tiền đồ vô lượng, có ngươi và lão đại ở đây, ta tuyệt đối sẽ không chớt điều giữa chừng. Ngươi đúng là đơn thuần thật đấy, cái gì cũng nói ra. Tiểu nghĩ, ta thấy ngươi rất hợp nhãn, bọn họ đều nói ta là kẻ ngốc, ta thấy ngươi còn ngốc hơn ta. Bản hoàng tử đây gọi là lòng son dạ trắng, hiểu không hả? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không biết chân thành mới chính là sát chiêu lợi hại nhất sao? Được rồi, tiểu nghĩ, dẫn đường đi, cho chúng ta vượt qua đầm này này rồi nói tiếp. Rõ, lão đại. Kỳ thật cái tổ nhìn thấy được kia chỉ là lối vào tộc địa của chúng ta mà thôi. Trên thực tế, phía dưới toàn bộ tử vong triều trạch này đều là tộc địa của chúng ta. Lợi hại chứ, cả tộc chúng ta chiếm cứ cả một cấm địa. Tiểu nghĩ, chuyện liên quan đến chủng tộc của các ngươi, sau này tốt nhất là đừng có đi lung tung nói bậy nữa. Lão đại, bản hoàng tử biết mà, ta đâu phải đồ ngốc. Chúng ta không phải người một nhà sao? Nói cho người nhà nghe thì có gì to chuyện chứ? Rồi rồi, được rồi. Lão đại, chiến lược hiện tại của huynh rốt cuộc là mạnh cỡ nào vậy? Tán tiên kỳ bình thường ta có thể dễ dàng xử lý, nhưng mà cực hạn chiến lược của ta rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Phải đánh rồi mới biết được. Thật không biết lần sau ngươi đột phá sẽ lại nghịch thiên đến mức nào nữa đây.
Trạng thái của ta đã gần như điều chỉnh đến mức tốt nhất rồi. Mấy ngày nữa ta có thể đột phá một cách không kiêng nể gì nữa rồi. À đúng rồi, nghe nói Huyền Cơ Tử tiền bối và Thạch Cảm Đương tiền bối nửa năm sau muốn đến Ác Linh Xâm Lâm độ tiên nhân kiếp. Xem ra là có người sắp xui xẻo rồi. Bổn đại gia cảm thấy bọn họ đây là muốn hợp tác lừa người khác đây. Mê mông, ta quyết định rồi, đến Ác Linh Xâm Lâm rồi hãng đột phá. Nói đến đen, vẫn là người lợi hại, nhưng mà bổn đại gia cũng cảm thấy nên làm như vậy. Đối với kẻ địch thì không cần phải nhân từ nương tay làm gì. Đông Hoàng tiền bối, hình như huynh rất mạnh. Sao thế tiểu nghĩ, ngươi muốn đánh một trận với bổn đại gia sao? Không, không có, bản hoàng tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ha ha ha. Lúc nào không hay, bản thân mình xuyên không đến thế giới này đã sắp được một năm rồi. Cũng từ một tên tiểu bạch tu luyện trở thành một tu luyện giả có chút thành tựu như bây giờ. Sau một hồi cười đùa náo nhiệt, mọi người liền ngồi lên phi thiên ma phương, nhanh chóng đi về phía đông vực. Diệt thần, sắp đến Ác Linh Xâm Lâm rồi. Sao ngươi lại đột nhiên dừng lại vậy? Ta định làm cho mỗi người các ngươi một bộ trận phục cửu cấp trận pháp, lúc cần thiết sẽ tiện cho mọi người chạy trốn. Trận phục cửu cấp trận pháp? Tên này, đã có thể bố trí ra trận pháp cấp bậc này rồi sao? Thật sự là nghịch thiên mà. Bài kiến Huyền Cơ Tử tiền bối. Nghe đồn thập nhân nhất tộc nắm giữ không gian pháp bảo. Xem ra lời đồn của Nhiên không sai. Không gian pháp bảo thì có là gì chứ? Quan môn đệ tử của tiền bối, Diệp công tử, hiện tại thế nhưng đã nắm giữ không gian đại đạo viên mãn rồi. Tiểu tử này, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được đại đạo viên mãn rồi sao? Đúng là có chút nằm ngoài dự liệu của ta. Lần này gọi người đến đây, kỳ thật là ta muốn bàn bạc kỹ càng với người một chút. Chuyện độ tiên nhân kiếp. Tiền bối cứ nói. Đã mục đích của chúng ta giống nhau, vậy sao không chơi lớn một phen luôn nhỉ? Ta cũng có ý này.